Lưu ý trước khi xem chuyện. Đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh. Mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Tiếp theo tập trước. Trên không, Kiếm Huyền ngẩng đầu nhìn tên nam tử trung niên tóc trắng kia, mặt không biểu tình, mà đầu ngón tay của hắn có một sợi kiếm quang đang lóe lên. Nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua Kiếm Huyền, lãnh đạm nói: "Từ một đời thương giới kiếm chủ về sau, ngươi xem như một kiếm tu thanh thương giới không tệ trong những năm gần đây. Đáng tiếc, Tu kiếm một đạo, trong mắt ta chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tiểu đạo? Nơi xa, Lâm Tòng Vân đột nhiên cười nói, "Ngươi cảm thấy tu kiếm một đạo là tiểu đạo?" Nam tử tóc trắng nhìn về phía Lâm Tòng Vân, hỏi lại, "Ngươi cảm thấy rất mạnh." Lâm Tòng Vân lắc đầu cười một tiếng. "Đã từng, hắn cũng không cảm thấy kiếm tu mạnh bao nhiêu, bởi vì hắn rất ít khi gặp được kiếm tu mạnh mẽ. Phải biết, tu kiếm một đạo, càng lên cao càng khó tu luyện, bởi vậy, kiếm tu chân chính mạnh mẽ trên thế gian rất rất ít." Nhưng mà mãi đến khi hắn gặp được nữ tử váy trắng kia kiếm tu không mạnh đó là do ngươi không gặp được người mạnh tuyệt thế kiếm tu chân chính mạnh mẽ khiến người ta tuyệt vọng a à. nam tử tóc trắng đột nhiên nói kỳ thật bản chủ cũng rất tò mò rốt cục là vì sao các ngươi lại muốn bảo vệ nói đến đây hắn chỉ vào diệp huyền cách đó không xa bảo vệ hắn như thế lâm tòng vân cười nói bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa sao nam tử tóc trắng lãnh đạm nói Sao thực không có ý nghĩa. Đã như vậy, tất cả các ngươi chôn cùng hắn đi. Thanh âm vừa dứt, hắn lại lật tay phải lên trên lần nữa, sau một khắc, một cự thủ hư ảo đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Thương Kiếm Tông. Cự thủ này dài hơn trăm trượng, che khuất bầu trời. Theo cự thủ này xuất hiện, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa từ trên không đập vào mặt. Dưới cỗ khí tức này, vô số đệ tử Thương Kiếm Tông ở phía dưới lập tức không thể thở nổi. Cường giả hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền nằm thật chặt tay phải, giờ phút này, hắn có một cảm giác bất lực cảm giác bất lực thật sâu. Bởi vì trước mặt loại cường giả này, hắn không thể làm bất cứ chuyện gì. Hắn biết, cho dù tế ra giới ngục tháp, sợ là cũng vô dụng. Không phải giới ngục tháp vô dụng, mà là hiện tại hắn quá yếu. Ngoài ra, hắn cũng không dám tùy tiện thôi động giới ngục tháp. Thứ đồ chơi này, nếu lại thôi động, có thể sẽ khiến một tồn tại còn khủng bố hơn nam tử tóc trắng này thoát ra. Trực giác nói cho hắn biết, tồn tại trong tòa tháp mới thật sự kinh khủng. Bằng không lúc trước nữ tử thần bí cũng sẽ không hy sinh một sợi phân thân của bản thân để chấn áp tồn tại trong tháp trên không kiếm huyền đột nhiên mở ra lòng bàn tay sau một khắc một sợi kiếm quang xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn thoáng qua cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời trong ánh mắt của tất cả mọi người một đạo kiếm quang xé rách chân trời muốn đâm thủng bầu trời trên không chui kiếm này trực tiếp đâm vào phía trên bàn tay khổng lồ kia bành toàn bộ cự thủ kịch liệt run lên cùng lúc đó phía trên cự thủ xuất hiện vô số vết dạn giống như mạng nhện thế nhưng một kiếm của kiếm huyền lại trực tiếp vỡ tan cự thủ hung hăng đập xuống mà phía dưới cự thủ kia kiếm huyền vậy mà cũng bị một trưởng này đè ép rơi nhanh xuống cả kiếm ý cũng trực tiếp bị đập vụn nhìn thấy một màn này vẻ mặt của vô số đệ tử thương kiếm tông giữa sân lập tức tráng bệch mà lúc này lâm tòng vân đột nhiên bay lên trời sau một khắc hắn vung lên tay phải một viên tiểu ấn màu đen lớn chừng bàn tay phóng lên tận trời trên không hắc ấn đón gió căng phồng lên trong nháy mắt một cỗ lực lượng cường đại phóng ra ngoài từ trong hắc ấn này ầm ầm toàn bộ chân trời bàn tay khổng lồ kia kịch liệt run lên vết dạn nhiều một chút thế nhưng viên hắc ấn của lâm tòng vân đã trực tiếp vỡ tan hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống phía dưới lâm tòng vân chậm rãi nằm chặt tay phải sau một khắc cả người hắn phóng lên tận trời trên không một tiếng hét phần nộ vang lên ngay sau đó một quyền ấn trực tiếp đụng phải bàn tay khổng lồ kia oanh quyền ấn lập tức vỡ tan mà lâm tòng vân cũng trực tiếp rơi xuống từ trên không đánh không lại mà giờ khắc này bàn tay khổng lồ kia đã đi tới đỉnh đầu mọi người nếu tiếp tục rơi xuống toàn bộ thương kiếm tông đều sẽ hóa thành cho tàn không chỉ toàn bộ thương kiếm tông tất cả mọi người đều phải chết mà lúc này kiếm huyền cách đó không xa đột nhiên đóng lại hai mắt sau một khắc đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm hư ảo cùng lúc đó một tiếng kiếm gieo tựa như tiếng sấm vang vọng giữa phiến thiên địa này yên lặng một chớp mắt kiếm huyền đột nhiên mở hai mắt ra sau một khắc cả người hắn trực tiếp biến mất vào hư không cùng lúc đó một điểm kiếm quang đột nhiên đâm vào trong lòng cự thủ kia oanh cự thủ ầm ầm vỡ tan mà trên không nam tử tóc trắng đột nhiên biến mất tại chỗ thoáng qua bành cách đó không xa kiếm huyền trực tiếp bay ra ngoài vừa bay bay xa trọn vẹn mấy trăm trượng sau khi dừng lại trước ngực hắn có dấu một trường ấn lõm vào nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua kiếm huyền lãnh đạm nói nếu cho ngươi thêm 10 năm ngươi đột phá đại kiếm tiên sợi phân thân này của ta thật đúng là không cách nào thắng được ngươi đáng tiếc ngươi bây giờ vẫn là quá yếu thanh âm vừa dứt hắn đột nhiên biến mất tại chỗ tốc độ nhanh chóng giữa sân căn bản không một ai thấy rõ nơi xa bành kiếm huyền lại bay ra ngoài mà lần này thân thể của hắn vậy mà trực tiếp nút ra nếu lại đến một trường thân thể của hắn sẽ trực tiếp vỡ tan nam tử tóc trắng cũng không hạ thủ lưu tình ngay lập tức biến mất lần nữa mà lúc này Trần Bắc Hàn cách đó không xa đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Kiếm Huyền, thoáng qua, hai tay hắn cầm kiếm đột nhiên chém ra phía trước. Oanh! Chém xuống một kiếm, kiếm lập tức vỡ tan, cùng lúc đó, cả người Trần Bắc Hàn trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Huyền ngây người, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn về phía nam tử tóc trắng nơi xa, thoáng qua, hắn đột nhiên dầm chân phải vào hư không. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang mạnh mẽ chảm ra, kiếm quang cực nhanh, trong trước mắt đã đi tới trước mặt nam tử tóc trắng nam tử tóc trắng mặt không biểu tình đưa tay đấm ra một quyền ầm ầm mảnh kiếm quang kia trực tiếp vỡ tan mà lúc này một thanh kiếm đã đi tới giữa chân mày của hắn cách giữa chân mày của hắn chỉ có vài tấc thế nhưng một kiếm này cũng không thể nào tiến thêm nửa tấc bởi vì hai ngón tay của nam tử tóc trắng đã kẹp lấy kiếm ngón tay của nam tử tóc trắng hơi dùng sức chỉ nghe một tiếng tranh chui kiếm này trực tiếp vỡ tan à kiếm huyền lại bay ra ngoài lần nữa giờ khắc này vô số đệ tử thương kiếm tông tuyệt vọng nhưng vào lúc này một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ phía dưới tế trận thanh âm của cố sư thúc thanh âm của nàng vừa dứt toàn bộ đại địa thương kiếm tông đột nhiên rung động rất nhanh một bình đài hư ảo đột nhiên xuất hiện trên vùng trời thương kiếm tông mà lên bút hiền việt kỳ cố sư thúc chiến thiết trần bắc hàn cùng với thương huyền đều xuất hiện phía trên bình đài kia sau một khắc sáu người đột nhiên cầm kiếm trong tay cắm vào phía trên bình đài ngay sau đó một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, kiếm quang xông phá tầng mây, thẳng vào tinh không. Kiếm trận. Trên không, nam tử tóc trắng nhìn thoáng qua bình đài kia, nói khẽ: "Đây hẳn là Trảm Tiên kiếm trận thương giới kiếm chủ kia lưu lại. Quả thực không tầm thường, đến, để ta mở mang kiến thức một chút." Thanh âm vừa dứt, hắn khẽ đè ép tay phải, trong nháy mắt, một luồng áp lực vô hình từ trong lòng bàn tay của hắn nghiền ép xuống phía dưới. Phía trên bình đài, sáu người tay cầm trường kiếm kề sát giữa chân mày Từng đạo kiếm ý không ngừng tràn ra từ trong cơ thể của bọn hắn, mà trên bình đài kia, đột nhiên tụ tập vô số kiếm quang. Trảm tiên kiếm trận. Đây là đại trận thương giới kiếm chủ lưu lại để thương kiếm tông dùng tự vệ, cũng là ác chủ bài mạnh nhất của thương kiếm tông bây giờ. Ban đầu bọn hắn không muốn vận dụng, thế nhưng, thực lực của nam tử tóc trắng này thực sự quá cường hãn, nếu không dùng, có lẽ sẽ không còn cơ hội dùng. Trên không, nam tử tóc trắng thả lòng tay phải sau lưng, mặt không biểu tình, mà trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ lực lượng đang lặng lẽ ngưng tụ một bên khác đám người lục tôn chủ đã lui sang một bên kỳ thật bọn hắn cũng không muốn gọi ra nam tử tóc trắng này bởi vì đây là sự chuẩn bị bọn hắn dùng để đối phó nữ tử thần bí kia đáng tiếc hai người lâm tòng vân ra sức bảo vệ diệp huyền bọn hắn không thể không vận dụng lá bài tẩy này có thể nói bây giờ hai bên đều đã vận dụng át chủ bài của bản thân giờ phút này mặc dù thoạt nhìn nam tử tóc trắng đã nghiền ép thương kiếm tông thế nhưng trong lòng lục tôn chủ vẫn có chút lo lắng bởi vì nữ tử thần bí kia vẫn chưa từng xuất hiện. Cảm giác mà nữ nhân kia mang đến cho hắn, thật là đáng sợ. Mà bây giờ, nữ nhân kia vẫn chưa xuất hiện. Đây là điều bất an nhất. Cách đó không xa, sắc mặt hai người Lâm Tòng Vân và Tần Chấn cũng có chút khó coi. Rõ ràng, hai người cũng không nghĩ tới thực lực của nam tử tóc trắng này vậy mà khủng bố như thế. Yên lặng một chớp mắt, Lâm Tòng Vân trầm giọng nói. Thủ vệ liên minh này đã quyết tâm phải giết hắn, nhất định phải thông chi phía trên, bằng không, có thể tiểu tử kia sẽ chết ở dưới này." Tần Chấn trầm giọng nói, "Ngươi trở về." Lâm Tòng Vân lắc đầu, "Ngươi trở về, ta lưu lại nơi đây bảo vệ hắn." Tần Chấn còn muốn nói điều gì, Lâm Tòng Vân lại lắc đầu. "Chưa có lãng phí thời gian, nhanh lên." Tần Chấn nhìn thoáng qua Lâm Tòng Vân, "Cẩn thận, ta sẽ mau chóng trở về." Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất ở phía chân trời mịt mờ. Một tháng, Lâm Tòng Vân nhìn về chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Bọn hắn từ linh hư tinh cung đến đây, mất một tháng. Mà nếu tần chấn trở về, lại mang người đến, nói cách khác, ít nhất phải hai tháng. Gần hai tháng. Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua nam tử tóc trắng phía chân trời, nam tử tóc trắng này vẫn chỉ là một sợi phân thân, nếu bản thể xuất hiện ở đây, bọn hắn căn bản không cách nào chống lại đối phương. Phía trên bình đài, đỉnh đầu sáu người chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra sáu chui kiếm ánh sáng hư ảo, mà phía trên bình đài kia, kiếm ý của sáu người lúc này vậy mà cũng ngưng tụ thành một cỗ sáu loại kiếm ý tương dung yên lặng một chớp mắt trần bắc hàn đột nhiên cả giận nói xuất kiếm thanh âm vừa dứt sáu người hợp chỉ đồng loạt điểm ra một chỉ siêu 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 sáu chuôi kiếm hư ảo trên đỉnh đầu sáu người đột nhiên hóa thành sáu đạo kiếm quang phóng lên tận trời chém thẳng nam tử tóc trắng kia những nơi sáu đạo kiếm quang đi qua không gian vậy mà trực tiếp bị xé nứt ra trên không nam tử tóc trắng mặt không biểu tình hẳn đột nhiên buông ra tay phải sau một khắc hắn đột nhiên vỗ xuống ầm ầm toàn bộ chân trời run lên kịch liệt vô số người nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa trên không một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp nện lên trên sáu đạo kiếm quang kia rất nhanh từng đạo sóng khí khủng bố không ngừng chấn động ra bốn phía mà phía dưới vô số kiến trúc của thương kiếm tông bắt đầu nổ tung từng khúc không chỉ như thế ngay cả đại địa cũng đang bắt đầu giãn nứt ra nhưng vào lúc này sáu đạo kiếm quang phía chân trời ầm ầm vỡ tan hóa thành kiếm khí đầy trời bắn tung tóe ra bốn phía bay nơi xa diệp huyền chậm rãi nằm chặt tay phải mà lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn rời đi lập tức càng xa càng tốt thanh âm của việt kỳ diệp huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên bình đài giờ phút này sắc mặt việt kỳ tái nhợt máu tươi không ngừng tràn ra trên khóe miệng rời đi diệp huyền lắc đầu thời điểm này sao hắn có thể rời đi hơn nữa hắn cũng không đi nổi bởi vì nam tử tóc trắng kia khẳng định sẽ không để hắn đi đối phương không chỉ muốn diệt thương kiếm tông còn muốn giết hắn trên không nam tử tóc trắng liếc mắt nhìn thoáng qua đám người trần bắc hàn phía dưới trảm tiên kiếm trận cũng không phải tầm thường nếu như ta không đoàn sai phía dưới bình đài này có kiếm ý tổ sư thương kiếm tông ngươi lưu lại đáng tiếc các ngươi cũng không có cách nào dẫn xuất đúng không phía trên bình đài trần bắc hàn nhìn thẳng nam tử tóc trắng nếu có bội kiếm của tổ sư dẫn xuất kiếm ý của hắn sợi phân thân này của ngươi có thể diệt trong nhảy mắt nam tử tóc trắng cười nói đáng tiếc ngươi không có nơi xa diệp huyền ngây người sau đó hẳn vội vàng bay đến phía trên bình đài. ta có, ta có a. À? việt kỳ xuất hiện trước mặt hắn, cả giận nói, bảo ngươi đi thì ngươi đi a. À? trần bắc hàn cũng khẽ gật đầu. đợi chút nữa chúng ta sẽ liều mạng ngăn chặn người này, khi đó ngươi tìm cơ hội chạy trốn. ngày sau nếu không đủ thực lực, chớ có hiện thân a. À. đúng lúc này diệp huyền đột nhiên lấy ra một thanh kiếm, linh tú kiếm, chuẩn xác mà nói là lôi tiêu kiếm, đã từng là bội kiếm của tổ sư thương kiếm tông nhìn thấy chui kiếm này tất cả mọi người phía trên bình đài ngây ngấn cả người rõ ràng bọn hắn nhận biết chui kiếm này ngươi làm sao một bên chiến thích có chút khó có thể tin nhìn diệp huyền sao ngươi lại có bội kiếm của tổ sư mấy người trần bắc hàn cũng vô cùng kinh ngạc cũng không nghĩ tới diệp huyền vậy mà lại có bội kiếm của thương giới kiếm chú diệp huyền ngượng ngập cười việc này nói rất dài dòng trần bắc hàn khẽ gật đầu chứ không nói việc này nói xong hắn nhìn về phía diệp huyền ngươi sử dụng kiếm này dẫn xuất toàn bộ kiếm ý bên trong kiếm trận này nói xong hắn liếc mắt nhìn đám người việt kỳ bắt đầu sáu người quy vị mà diệp huyền đứng ở chính giữa trần bắc hàn đột nhiên gầm thét bắt đầu oanh sáu người lập tức tự mình ngưng tụ ra một thanh cự kiếm hư ảo trên đỉnh đầu cùng lúc đó kiếm ý của sáu người cũng xuất hiện phía trên bình đài mà trong tay diệp huyền linh tú kiếm bắt đầu rung động kịch liệt không chỉ kiếm trong tay hắn ngay cả toàn bộ bình đài cũng đang bắt đầu rung động điên cuồng dường như có thứ gì muốn phóng xuất. Trên không, nam tử tóc trắng hơi nhíu lại chân mày, hắn chậm rãi nắm chặt tay phải, một cỗ lực lượng lặng yên ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng vào lúc này, Trần Bắc Hàn phía trên bình đài đột nhiên gầm thét. U. Thanh âm vừa dứt, trên đỉnh đầu sáu người, sáu thanh kiếm kia lặng yên ngưng tụ. Mà lúc này, từ bốn phía, một cỗ kiếm ý cường đại tựa như nước lũ tụ đến phía Diệp Huyền. Cỗ kiếm ý này cũng không tiến vào thân thể của hắn, mà là hội tụ vào bên trong linh tú kiếm trong tay hắn. Ông một tiếng kiếm gieo đột nhiên vang vọng chân trời cả người diệp huyền đều đang run rẩy giờ phút này hắn cảm thấy chui kiếm trong tay mình ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận giờ khắc này hắn có một lòng tin có lòng tin một kiếm phá mở thương khung một bên trần bắc hàn đột nhiên nhìn về phía hắn gầm thét xuất kiếm diệp huyền đâm ra một kiếm kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời mà giờ khắc này linh tú kiếm dưới kiếm ý của thương giới kiếm chủ gia trì đã vượt xa phạm chủ thiên giai một kiếm này muốn đâm phá thương khung này. Nhìn thấy một kiếm khủng bố này, vẻ mặt của đám người Lục Tôn chủ cách đó không xa lập tức ngưng trọng. Trên không, nam tử tóc trắng híp lại hai mắt, hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ trên không rơi nhanh xuống, khi đi tới trước chuôi kiếm này, hắn đột nhiên vỗ xuống một trường. Trường kiếm vừa mới tiếp xúc, thiên địa kịch liệt run lên, am ầm. Phía dưới, tòa bình đài kia ầm ầm vỡ tan, vô số kiếm quang bắn tung tóe ra bốn phía. Cùng lúc đó, toàn bộ thương kiếm phong cũng đang bắt đầu tầng tầng sụp đổ khắp nơi bừa bộn mà tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nam tử tóc trắng trên không kia giờ phút này nam tử tóc trắng lặng lặng đứng trên không trung hắn mặt không biểu tình dường như không có chuyện thế nhưng trong lòng đám người lục tôn chủ lại dâng lên một chút bất an trên không nam tử tóc trắng nhìn xuống diệp huyền phía dưới sao ngươi lại có bội kiếm của hắn trên bình đài diệp huyền nhếch miệng cười một tiếng ngươi đoán xem nam tử tóc trắng nhìn chằm chằm diệp huyền Ngươi yên tâm, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm vừa dứt, thân thể của hắn bắt đầu dần dần mờ đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người Thương Kiếm Tông lập tức thở dài một hơi. Mà vẻ mặt đám người thủ vệ Liên Minh lại trầm xuống. Một kiếm kia, vậy mà phá hết sợi phân thân này. Ngay lúc sợi phân thân của nam tử tóc trắng sắp tiêu tán hoàn toàn, hắn đột nhiên mở miệng. Diệp Huyền, hãy đợi đấy. Thanh âm vừa dứt, hắn hoàn toàn biến mất ở trên không. Mà một bên khác đám người lục tôn chủ lặng yên thối lui mà mấy người trần bắc hàn cũng không ngăn cản bởi vì hiện tại bọn hắn cũng không ngăn được đối phương trừ phi cá chết lưới rách đám người thủ vệ liên minh lui về những cường giả vây xem bốn phía kia cũng dồn dập thối lui thương kiếm tông thắng rất nhanh tin tức này tựa như bệnh dịch bao phủ toàn bộ trung thổ thần châu hết thảy thể lực đều khiếp sợ rõ ràng cũng không nghĩ tới thương kiếm tông sẽ thắng phải biết bây giờ thủ vệ liên minh này vẫn như cũ là đại thế lực đệ nhất thanh thương giới a hơn nữa lần này còn xuất động nhiều cường giả như vậy nhưng mà thương kiếm tông thắng hết sức kịch tính mà bên trong thương kiếm tông thân sắc mọi người đều ngưng trọng bởi vì bọn hắn biết thắng lợi này chẳng qua là thắng lợi ngắn ngủi bởi vì thủ vệ liên minh chắc chắn sẽ quay trở lại mà khi đó có lẽ cũng không phải một sợi phân thân mà là bản thể của nam tử tóc trắng kia một sợi phân thân đã khủng bố như thế nếu bản thể buông xuống thương kiếm tông ngăn cản được sao bên trong vân kiếm điện trong điện nhân vật trọng yếu của Thương Kiếm Tông đều có mặt, có cả Kiếm Huyền. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Đều đang đợi Diệp Huyền trả lời. Bởi vì trong tay Diệp Huyền có kiếm của Thương Giới kiếm chủ, việc này khiến bọn hắn quá hiếu kỳ. Trong điện, Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, sau đó nói: "Ta chẳng qua chỉ là thu được kiếm của tổ sư trong một cơ hội ngẫu nhiên." Nói đến đây, hắn không nói tiếp. Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ: "Ngươi đã không muốn nhiều lời, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng mà kiếm của tổ sư ở trong tay ngươi có thể cũng là thiên ý từ giờ trở đi ngươi chính là hạ nhiệm tông chủ của thương kiếm tông ta à diệp huyền đột nhiên lắc đầu tông chủ ta không có hứng thú đối với vị trí tông chủ trần bắc hàn cười nói nếu làm tông chủ bất kỳ vật gì trong tông ngươi có thể tùy ý dùng nha diệp huyền vội vàng nói ta suy nghĩ một chút mọi người nghe diệp huyền nói mọi người trong điện đều lắc đầu cười một tiếng rất nhanh mọi người rời đi trong điện chỉ còn kiếm huyền và trần bắc hàn trần bắc hàn nhìn về phía kiếm huyền cười nói đại sư huynh không ngờ tới cách tông những năm này vậy mà ngươi đã sắp đột phá cấp độ đại kiếm tiên kiếm huyền lắc đầu trên lịch nửa bước có lẽ ngừng bước cả đời trần bắc hàn khẽ gật đầu càng lên cao càng khó a à. nói xong dường như hắn nghĩ đến chuyện gì lại hỏi thiếu niên kia thế nào kiếm huyền trầm mặc một lát sau đó nói tính cách của hắn không hợp làm tông chủ trần bắc hàn lại lắc đầu lần này ý nghĩ của ta và sư huynh lại vừa vặn tương phản kiếm huyền nhìn về phía trần bắc hàn người sau cười nói ta đã điều tra người này là viện trưởng thương lan học viện thanh châu mà học viện kia được hắn quản lý rất ngay ngắn rõ ràng tính cách của người này mặc dù có chút cực đoan táo bạo thế nhưng đó là đối địch đối với người mình hắn vẫn vô cùng trọng tình nói đến đây hần hơi dừng lại lại nói về phần tính cách cực đoan chỉ cần thực lực đủ mạnh những thứ này đều không thành vấn đề kiếm huyền nhìn về phía trần bắc hàn tính cách của hắn giống như ta đã từng ngươi không sợ trần bắc hàn lắc đầu trước đó ta cũng cho là tính cách của hắn giống như ngươi đã từng nhưng cuối cùng ta lại phát hiện kỳ thật khác rất nhiều thứ nhất hắn không cổ hủ hắn hiểu được tùy cơ ứng biến một số thời khắc không chỉ vô sỉ mà còn đùa nghịch ám chiêu một câu vô cùng xấu bụng thứ hai nói đến đây hắn nhìn về phía kiếm huyền chúng ta cần một người chấn được cả bên trong và bên ngoài nghe vậy kiếm huyền trầm mặc bất kỳ một tông môn và thế lực nào người dẫn đầu nhất định phải chấn được người phía dưới mà thương kiếm tông bây giờ ngoại trừ diệp huyền chính là thương càng thương càng có thể chấn được bên trong thế nhưng hắn không dọa được bên ngoài mà diệp huyền không chỉ có thể chấn được bên trong còn có khả năng chấn đến bên ngoài lúc này trần bắc hàn đột nhiên cười nói kỳ thật còn một điều đó chính là hắn không thèm để ý vị trí tông chủ nói đến đây hắn lắc đầu cười một tiếng nếu người này không chết yểu Tương lai của hắn không phải ở Thương Kiếm tông ta." Kiếm Huyền trầm mọc một lát, sau đó đứng dậy. "Ngươi làm chủ cũng được." Nói xong, hắn quay người rời đi đại điện. Trong điện, Trần Bắc Hàn thấp giọng thở dài, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Kiếm điện. Sau khi Diệp Huyền trở lại Vân Kiếm điện, Lâm Tòng Vân cũng đi qua. Trong điện chỉ có Diệp Huyền và Lâm Tòng Vân, Việt Kỳ thì ở trong nội điện. Trước mặt Diệp Huyền, Lâm Tòng Vân trầm giọng nói: "Ngươi thật sự không đi cùng ta?" Mùi nguy vừa giải trừ, hắn đã hy vọng dẫn theo Diệp Huyền rời đi thanh thương giới này. Nếu Diệp Huyền nguyện ý rời đi, hắn nắm chắc mang theo Diệp Huyền trở lại Linh Hư Tinh Cung. Muốn tìm người trong tinh không mịt mờ là phi thường khó khăn. Diệp Huyền lắc đầu. Tiền bối, ta cũng muốn gặp nàng, nhưng là bây giờ ta quả thực không thể đi. Hiện tại mối nguy của Thương Kiếm Tông vẫn chưa giải trừ, hơn nữa hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lâm Tòng Vân thấp giọng thở dài. Lưu ở nơi đây, ta cũng không dám bảo đảm ngươi chu toàn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi nàng đã hoàn hảo lâm tòng vân cười khổ đương nhiên tốt chỉ là tính tình một lời khó nói hết a à. đến giờ hắn cũng không quên tình cảnh ngày đầu tiên nữ tử váy trắng đến linh hư tinh cung bá đạo cảm giác nữ tử váy trắng mang đến cho hắn chính là bá đạo vô cùng bá đạo hơn nữa mạnh mẽ không mảng đạo lý nghe lâm tòng vân nói trong đầu diệp huyền lập tức xuất hiện một mặt bá đạo của nữ tử váy trắng không thể không nói tính tình của nàng thật quá táo bạo còn nhớ lúc trước nàng đã muốn một kiếm hủy đi thanh thương giới lúc này lâm tông vân nói khẽ hiện tại ngươi đã không muốn rời đi vậy ta cùng ngươi chờ ở dưới này một đoạn thời gian ta đã để tần chấn trở về nhiều nhất một nửa vầng trăng cường giả linh hư tinh cung ta sẽ chạy tới nơi này diệp huyền do dự một chút sau đó hỏi đánh thắng được sao lâm tòng vân cười nói ngươi biết thế giới lớn bao nhiêu sao diệp huyền lắc đầu lâm tòng vân chỉ chỉ lên trên sau đó nói vũ trụ mịt mờ vô biên vô hạn trong khắp vũ trụ mịt mờ này có từng mảnh tinh vực mà bên trong những tinh vực này lại có vô số thế giới những thế giới này có rất nhiều sinh mệnh có rất nhiều thứ không có sinh mệnh mà linh hư tinh cung ta trưởng quản linh hư tinh vực so với mảnh tinh vực của các ngươi lớn hơn ít nhất mười mấy lần lớn gấp mười mấy lần trong lòng diệp huyền run lên lại hỏi nói như vậy kỳ thật thanh thương giới ta rất nhỏ đúng không lâm tòng vân cười nói tự nhiên rất nhỏ nói đến đây hắn nói khẽ kỳ thật ngươi càng mạnh ngươi sẽ càng phát hiện bản thân nhỏ bé cỡ nào bởi vì sau khi ngươi mạnh lên ngươi sẽ càng tiếp xúc nhiều hơn trước khi gặp nàng linh hư tinh cung ta đã là bá chủ một tinh vực tại linh hư tinh vực có thể nói chúng ta là tồn tại vô địch nhưng mà một kiếm của nàng kém chút đã hủy diệt chúng ta nói xong hắn lắc đầu làm người a à, bất cứ lúc nào cũng phải thả bản thân thấp một chút dù ngươi lợi hại vĩnh viễn cũng có người lợi hại hơn ngươi nghe được câu này diệp huyền có chút xúc động cường giả hắn cũng được chứng kiến rất nhiều mạnh nhất không ai khác ngoài nữ tử váy trắng mà nữ tử váy trắng chưa từng xuất thủ với hắn bởi vậy lúc đối mặt nữ tử váy trắng hắn chưa từng có loại cảm giác bất đắc dĩ kia thế nhưng lúc đánh với nam tử tóc trắng kia hắn đã có một loại cảm giác bất lực thật sâu đối mặt loại cường giả này hắn không thể làm bất cứ thứ gì nếu không phải thương kiếm tông có kiếm trận tất cả bọn hắn đều đã chết lúc này dường như biết suy nghĩ của diệp huyền lâm tòng vân lập tức cười nói ngươi chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi trẻ tuổi như vậy đã đạt đến loại trình độ này là cực kỳ khó khăn. Phải biết, người lúc trước ít nhất phải tu luyện mấy ngàn năm trở lên, nếu cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không kém hắn, không phải sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Cũng thế, kỳ thật ta vẫn hết sức ưu tú. Lâm Tòng Vân cạn lời. Một lát sau, Lâm Tòng Vân rời đi. Trong điện chỉ còn một mình Diệp Huyền. Lúc này, Việt Kỳ đi ra, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Đi lên bút phong một chuyến. Diệp Huyền ngây người, sau đó nói. Vì sao? Việt Kỳ lãnh đạm nói. Nam Cung là đệ tử của Liên Sư Huynh. Diệp Huyền yên lặng. Việt Kỳ đi đến trước mặt hắn. Nam Cung phản bội tông môn là lỗi của hắn, ngươi giết hắn cũng không sai. Thế nhưng, ngươi hiểu ý ta không? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Việt Kỳ khẽ gật đầu. Làm người, nhiều khi còn quan trọng hơn tu luyện. Nói xong, nàng quay người về tới nội điện diệp huyền yên lặng một lát rời đi vân kiếm điện đi tới liên bút phòng trong bút phòng điện liên bút hiền nhìn thoáng qua diệp huyền có việc diệp huyền khẽ thì lễ lúc đầu ta có gặp qua nam cung thương càng cảm giác nam cung cho ta cũng không phải loại tiểu nhân kia vì sao hắn lại liên bút hiền nhìn thoáng qua diệp huyền nói khẽ đố kỵ hiểu chưa đố kỵ diệp huyền yên lặng không nói gì liên bút hiền nói khẽ thứ gì đáng sợ nhất không nhận định đúng về bản thân là chuyện đáng sợ nhất những năm gần đây hắn vẫn luôn bị thương càng đè ép mà sau khi người tới lại bị người đè ép bị thương càng đè ép còn có ngày nổi danh ít nhất hắn cho rằng nỗ lực sẽ có cơ hội siêu việt thương càng như đối với ngươi nói đến đây hắn nhìn thoáng qua diệp huyền đối với ngươi hắn không nhìn thấy hy vọng này ngươi ưu tú đã khiến thế hệ trước cũng thấy xấu hổ diệp huyền hơi cúi đầu ta chưa từng nghĩ nhiều như vậy liên bút hiền lắc đầu cũng không phải lỗi của ngươi là mấy năm nay ta sơ sót nói đến đây hắn nhìn về phía diệp huyền ngày sau nếu ngươi trở thành tông chủ phải nhớ một điều là người không có khả năng cả đời không phạm sai lầm rất nhiều thời điểm nếu đệ tử tông môn phạm sai lầm làm tông chủ không nên một côn đánh chết cho một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời cũng có thể diệp huyền khẽ gật đầu hiểu rõ hắn biết người trước mắt vẫn có oán trong lòng dù sao nam cung là do đối phương tỉ mỉ bồi dưỡng khẳng định là có cảm tình liên bút hiền khẽ gật đầu trở về đi cũng nói cho tiểu sư muội ta làm người thiện ác rõ ràng đúng là đúng sai là sai nam cung đánh lén sau lưng ngươi là hắn phạm sai ngươi giết hắn không có gì đáng trách ta không có ý khác diệp huyền khẽ thi lễ sau đó quay người rời đi trong điện liên bút hiền chậm rãi đóng hai mắt lại rất lâu sau hắn lắc đầu thở dài ngốc a sau khi rời khỏi liên bút phong diệp huyền đi thẳng đến đúc khí phong đối với việc giết nam cung kỳ thật hắn cũng không hối hận bởi vì nếu không phải do công pháp của hắn đặc thù một kiếm của nam cung đã lấy mạng của hắn. Lúc Nam Cung lựa chọn làm kẻ địch với hắn, tình cảm ngày xưa tự nhiên đã tan thành mây khói. Mà đối với kẻ địch, Diệp Huyền hắn vĩnh viễn sẽ không nhân tử. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Đúc Khí Phong, chiến thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói thẳng: "Ta đây không còn bảo bối gì, đi chỗ khác chơi đi." Diệp Huyền đen mặt lại, bản thân là loại người này sao? Phải sao? Diệp Huyền không nói gì, hắn xuất ra 100 miếng Tử Nguyên Tỉnh đặt trước mặt chiến thiết, sau đó nói: "Đại chiến lúc trước, sư thúc dũng mãnh phi thường, tiêu hao quá nhiều huyền khí, chút tử nguyên tinh này là một điểm tâm ý của sư chất, mong sư thúc vui vẻ nhận. Chiến Thiết nhìn thoáng qua tử nguyên tinh trước mặt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Gì mà tiêu hao quá nhiều huyền khí, nói thẳng ta trọng thương không phải được sao? Diệp Huyền cười hắc hắc, xoay người chạy. Trong thạch động, Chiến Thiết nhìn một trăm tử nguyên tinh trước mặt rất lâu, cuối cùng hắn lắc đầu cười một tiếng, sau đó thu hồi tử nguyên tinh. Sau khi rời khỏi đúc khí phong, Diệp Huyền lại đến mấy sơn phong khác, mà tử nguyên tính của hắn cũng chỉ còn lại không tới 200. Đương nhiên, hắn tuyệt không đau lòng. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền về tới Vân Kiếm Phong, mà bên trong Vân Kiếm Điện có thêm một người, chính là Cố Sư Thúc Trận Đạo Phong. Trận Đạo Phong bị hủy, nàng tới ở tạm. Nhìn thấy Diệp Huyền, câu nói đầu tiên của Cố Sư Thúc chính là Đi nấu ăn. Diệp Huyền, cạn lời. Vào đêm, Diệp Huyền ngồi trước cổng Vân Kiếm Điện, hắn lấy ra một viên truyền âm phủ. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi truyền âm phủ, nói khẽ có một số việc cũng nên làm bình tĩnh thủ vệ liên minh rút đi thanh thương giới xuất hiện sự bình tĩnh hiếm có đương nhiên tất cả mọi người biết đây chỉ là bình yên trước khi mưa bão tới vân kiếm phong tu luyện diệp huyền bắt đầu tiến vào hình thức điên cuồng tu luyện hiện tại hắn đã là chân ngự pháp cảnh phương diện cảnh giới trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào tăng lên nữa mà phương diện kiếm đạo cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên dựa vào ngộ bây giờ hắn chỉ có thể tu luyện kiếm kỹ hiện tại hắn cũng không có nhiều kiếm kỹ chỉ có nhất kiếm định sinh tử nhất kiếm định hồn thập trượng nhất sát còn có thuấn không nhất kiếm mấy môn kiếm kỳ này đều có uy hiếp cực lớn đối với cường giả chân ngự pháp cảnh thế nhưng hiện tại sau khi hắn đạt đến chân ngự pháp cảnh cũng có nghĩa là mấy môn kiếm kỹ này có khả năng tăng lên lần nữa đặc biệt là nhất kiếm định sinh tử đối với hẳn mà nói môn kiếm kỹ này không đơn thuần là kiếm kỹ còn là một phương hướng một phương hướng kiếm đạo mà nữ tử thần bí lưu cho hắn Mỗi lần nghĩ đến môn kiếm kỹ này, hắn sẽ nghĩ tới hai chữ, tự tin. Mặc kệ là tu luyện hay là đối địch với người, nhất định phải tự tin vào bản thân, dĩ nhiên, nhất định phải nắm bắt tốt độ tự tin, bằng không, chính là tự phụ. Nếu một người tự phụ, nhất định sẽ tự chơi chết bản thân. Hậu Sơn Vân Kiếm Phong, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, một thanh kiếm lơ lửng trước mặt hắn, mà bốn phía, khắp nơi đều là kiếm ý của hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra lòng bàn tay, sau một khắc, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm quang những kiếm quang này tựa như trống rỗng xuất hiện trải rộng chung quanh thuần không nhất kiếm đây là một môn kiếm kỹ hắn chỉ vừa tu luyện tại thương kiếm tông mà diệp huyền phát hiện môn kiếm kỹ này còn có không gian đột phá rất lớn lúc trước hắn âm thầm miếu sát cường giả chân ngự pháp cảnh là nhờ dùng một chiêu này cũng chỉ có dùng một chiêu này mới có thể vô thanh vô tức miếu sát một cường giả chân ngự pháp cảnh mà hắn phát hiện sau khi hắn đột phá đến chân ngự pháp cảnh việc vận dụng không gian đạo tắc lại càng thêm thành thạo khai thác không gian đạo tắc lợi dụng không gian đạo tắc tăng cường thuấn không nhất kiếm. Đây chính là mục đích của hắn lúc này. Diệp Huyền vung lên tay phải, trong nháy mắt, những kiếm quang khắp bốn phía lặng yên tán đi. Cách đó không xa, hai nữ tử đứng đấy. Chính là cổ sư thúc trận đạo phong cùng với Việt Kỳ. Việt Kỳ nói khẽ, thuần không nhất kiếm này của hần đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Nói xong, nàng nhìn về phía cố sư thúc bên cạnh. Tiểu nhàn, có thể nhìn ra chỗ khác biệt sao? Cố tiểu nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi xa, nói khẽ quỷ mị thuần không nhất kiếm này đã bị hắn tu thành chiêu thức sát thủ việt kỳ khẽ gật đầu nếu ta đoán không lâm người âm thầm ra tay giết thủ vệ liên minh trước đó hẳn là hắn cổ tiểu nhàn khẽ gật đầu hẳn là hắn nói xong nàng nhìn thoáng qua diệp huyền cách đó không xa thiên phú vô cùng tốt nhân phẩm cũng có thể chỉ là da mặt này thực sự quá dày da mặt dày việt kỳ gật đầu đồng ý thật dày kiếm tu các thời đại của thương kiếm tông ta không ai bằng cổ tiểu nhàn nói khẽ cũng chưa hẳn là chuyện xấu ít nhất sẽ không thua thiệt nói xong nàng nhìn thoáng qua việt kỳ tu luyện thì tu luyện nên nấu cơm vẫn phải nấu cơm chờ lát nữa bảo hắn chờ có quên mất nói xong nàng quay người rời đi việt kỳ khẽ gật đầu có lý nói xong nàng nhìn về phía diệp huyền cách đó không xa lát nữa nhớ nấu cơm nói xong nàng quay người rời đi diệp huyền cặn lời mấy ngày đi qua Diệp Huyền tăng lên uy lực kiếm kỹ của bản thân ít nhất một cấp bậc, hiện tại, nếu hắn gặp lại những cường giả kim bảo trước đó, cho dù không đánh thắng, cũng sẽ không chật vật như trước. Đặc biệt là thuấn không nhất kiếm, hiện tại nếu hắn ẩn núp, năm chắc 8 phần 10 ám sát được đối phương, 8 phần 10. Có thể nói là lòng tin 10 phần. Bởi vì thuấn không nhất kiếm của hắn hiện tại, có thể nói là chân chính thần không biết quỷ không hay. Mà trận chiến trước đó, hắn cũng thu hoạch không ít. Bởi vì trong trận chiến ấy, hắn phát hiện bản thân còn có rất nhiều thiếu sót một lát sau giữa chân mày diệp huyền không gian đạo tắc đột nhiên ngưng tụ hiện tại hắn cần phải làm là ngưng tụ không gian chi kiếm hiện tại nếu hắn gặp phải tà hữu hộ pháp kia hắn căn bản không có cách chống lại đối phương nhưng nếu ngưng tụ ra không gian chi kiếm khi đó nhất định hắn có thể chiến một trận với đối phương mặc dù lâm tòng vân đã để tần chấn trở về gọi viện binh nhưng đối với diệp huyền mà nói mặc kệ có giúp đỡ hay không bản thân nhất định phải trở nên mạnh mẽ vẫn là câu nói kia người nhất định phải dựa vào chính mình lúc trước trước khi đạt tới chân ngự pháp cảnh hắn không dám ngưng tụ không gian chi kiếm thế nhưng hiện tại hắn đã đạt đến chân ngự pháp cảnh đối với không gian hiện tại hắn đã có thể khống chế giữa sân không gian chung quanh diệp huyền bắt đầu rung động tựa như là mặt sông bị gió thổi qua nổi lên từng cơn sóng gợn rất nhanh từng đạo không gian chi lực không ngừng thẩm thấu ra từ bốn phía chỉ chốc lát một mũi kiếm xuất hiện trước mặt diệp huyền mũi kiếm này trong suốt tựa như nước mà trên trán diệp huyền đã có mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống có chút cổ hết sức. Dù đạt đến chân ngự pháp cảnh, nhưng hắn phát hiện, sau khi không gian chi lực xuất hiện, hắn vẫn có chút cổ hết sức. Nhưng mà, vẫn có thể kiên trì. Diệp Huyền khẽ hợp hai tay, ổn định tâm thần, bắt đầu tiếp tục thôi động không gian đạo tác. Rất nhanh, ngày càng nhiều không gian chỉ lực xuất hiện, mà cùng lúc đó, thời gian dần trôi qua. Mũi kiếm trước mặt hắn đang dần ngưng tụ thân kiếm, nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền vui vẻ. Mà vui vẻ như vậy, hắn buông lỏng tâm thần, trong nháy mắt. Am âm, lấy Diệp Huyền làm trung tâm, trung quanh run lên kịch liệt. Diệp Huyền trực tiếp thất khiếu chảy máu, không chỉ như thế, trời đất xung quanh hắn cũng đang quay cuồng một trận, tựa như con thoi, tình cảnh này kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ mới. Dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Việt Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nhìn Diệp Huyền dưới mặt đất, Việt Kỳ cau lại chân mày, sau đó, nàng ôm. Lấy Diệp Huyền, mang Diệp Huyền về tới Vân Kiếm Điện. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tỉnh lại. Mà giờ khắc này, đầu hắn vẫn một trận mê muội như cũ, khó chịu đến cực điểm. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, cười khổ không thôi. Lần này thật đúng là hắn quá chủ quan. Lúc đang ngưng tụ không gian chi kiếm, tuyệt đối không thể phân tâm a. Ngươi đang làm gì? Lúc này, Việt Kỳ xuất hiện bên giường hắn. Diệp Huyền cười khổ, ngưng tụ một thanh kiếm. Việt Kỳ trầm giọng nói, liên quan đến không gian. Diệp Huyền gật đầu. Việt Kỳ nghiêm mặt nói, không gian một đạo vô cùng thâm ảo cho dù là cường giả chân ngự pháp cảnh cũng chỉ biết một ít mà thôi, ngươi muốn vận dụng kỳ lực, cực kỳ nguy hiểm, biết không? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Lúc trước ta chủ quan. Việt Kỳ lắc đầu. Cũng không phải chủ quan, mà là ngươi căn bản không hiểu không gian chi lực này khủng bố thế nào. Nếu không gian vỡ tan, hình thành không gian loạn lưu, với thực lực của ngươi bây giờ, trong nháy mắt sẽ bị không gian loạn lưu này cần giết, hiểu rõ. Không gian loạn lưu. Diệp Huyền có chút không hiểu. Việt Kỳ khẽ gật đầu. Không gian bị cưỡng ép phá nút, trong không gian nứt ra đó chính là không gian loạn lưu. Loại loạn lưu này cực kỳ đáng sợ, ngay cả cường giả chân ngự pháp cảnh nếu bị cuốn vào trong đó cũng sẽ thịt nát xương tan. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói: "Nếu không có niềm tin tuyệt đối, ngươi chớ có cưỡng ép ngưng tụ thanh kiếm gì kia, hiểu rõ?" Diệp Huyền cười nói: "Không có chuyện gì, ta có nắm chắc, trước đó chỉ là bản thân ta chủ quan." Việc Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, "Nếu lần sau còn muốn ngưng tụ, để ta ở bên cạnh, hiểu rõ?" Diệp Huyền vừa định nói không cần, lúc này Việt Kỳ đột nhiên nói, hiểu rõ. Thanh âm có chút nghiêm khắc. Diệp Huyền cười khổ, được a. À, Việt Kỳ khẽ gật đầu, quay người rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện. Như lần này, Việt Kỳ ở một bên. Rõ ràng nàng vẫn có chút không yên lòng với Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng không lừa gạt Việt Kỳ, trực tiếp tế ra không gian đạo tắc. Lúc thấy được không gian đạo tắc ở giữa chân mày Diệp Huyền, vẻ mặt Việt Kỳ lập tức ngưng trọng. Thứ này, rất nhanh xung quanh diệp huyền ở nơi xa đột nhiên xuất hiện vô số không gian chi lực mà những không gian chi lực này đang bắt đầu hội tu bốn phía không gian có chút không ổn định việt kỳ chậm rãi nắm chặt tay phải chuẩn bị tùy thời ra tay nơi xa trước mặt diệp huyền một mũi kiếm lặng yên ngưng tụ lần này diệp huyền không dám phân tâm hết sức chăm chú thôi động những không gian chi lực kia mặc dù có chút cổ hết sức thế nhưng chỉ cần không phân tâm vấn đề sẽ không lớn cứ như vậy ước chừng sau nửa canh giờ trên mặt diệp huyền đã tràn đầy mồ hôi ngoài ra sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt thế nhưng không gian chi kiếm trước mặt hắn đã ngưng tụ được một nửa còn kém một nửa thân kiếm và chuôi kiếm một bên khác vẻ mặt việt kỳ cũng vô cùng ngương trọng nàng đã làm xong chuẩn bị tùy thời ra tay nơi xa xung quanh diệp huyền không gian đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt đồng thời xung quanh cũng càng ngày càng nhiều lực lượng không gian nửa thân kiếm còn lại đã bắt đầu ngưng tụ việt kỳ đứng dậy đi tới phạm vi 10 trượng xung quanh diệp huyền nàng nhìn chằm chằm diệp huyền mà tay phải của nàng gắt gao nắm chặt. Rõ ràng đã sắp đến thời khắc mấu chốt. Mà bên trong giới ngục tháp, một tiểu bất điểm từ lầu hai đột nhiên chạy đi, chính là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi thoáng cái đã bay ra bên ngoài, sau đó nàng bắt đầu bò lên đỉnh tháp, nàng rất thích chơi trên đỉnh tháp, rất nhanh. Nàng bò tới đỉnh tháp. Đại thần lầu 2 ngủ say. Vì thế, nàng có thể tùy ý đi dạo. Nàng bay tới trước ba thanh kiếm kia, trừng mắt nhìn, không biết đang suy nghĩ gì, rất nhanh, nàng đột nhiên ôm lấy chuôi kiếm ở giữa, đang muốn rút ra, mà lúc này nàng đột nhiên nhớ tới Diệp Huyền, nàng buông lỏng tay ra, nói khẽ, hắn nói không thể rút ra. À. Nói xong, nàng quay người muốn đi xuống tháp, thế nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại. Nàng nhìn về phía chui kiếm ở giữa, cần ngón tay nhỏ, hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn không nói không thể rút ra một thanh nào a, à. không thể rút ra, ý tứ là không thể rút ra một thanh, nhưng có thể rút ra hai thanh. Nói xong, nàng cười hì hì một tiếng, sau đó lại trôi giặt đến phía trước ba thanh kiếm. Nàng nhìn ba thanh kiếm. Nàng dừng lại trước chuôi kiếm bên phải một hồi lâu, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn nhìn về phía chuôi kiếm ở giữa. Hai bàn tay nhỏ của nàng ôm lấy kiếm, trong mắt có chút hưng phấn. Lập tức sẽ có thể ngự kiếm bay đi. Nói xong, nàng đột nhiên dùng sức. Kiếm khẽ run lên. Bên ngoài, cả người Diệp Huyền lập tức như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Diệp Huyền. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!